Haaland gửi chiến thư tới MU trước trận chung kết Cúp FA. Cỗ máy ghi bàn, Erling Haaland đã thể hiện quyết tâm cao độ trước trận chung kết Cúp FA giữa Man City và MU. Vào 21 giờ ngày 3 tháng 6 giờ Việt Nam, Man City sẽ đối đầu với MU trong trận chung kết Cúp FA. Với phong độ ghi bàn hủy diệt ở mùa giải 2022-2023, Haaland là cầu thủ được chú ý hàng đầu bên phía nửa xanh thành Manchester. Trước trận đấu này, tiền đạo người Na Uy đã thể hiện quyết tâm cao độ. Chúng tôi biết trận đấu này quan trọng như thế nào đối với người hâm mộ. Chúng tôi muốn làm họ tự hào và sẽ cố gắng hết sức để mang về chiến thắng. Chân sút 22 tuổi cũng lấy kết quả của hai trận gặp MU tại ngoại hạng Anh mùa này làm động lực cho màn chạm trán thứ ba. Chúng tôi đã có thắng lợi tuyệt vời ở trận derby Manchester trên sân nhà mùa này. Man City thắng 6-3, Haaland lập hat-trick trước khi có kết quả đáng thất vọng trong trận đấu trên sân khách, thua 1-2. Sau chức vô địch ngoại hạng Anh, chúng tôi sẽ dồn hoàn toàn sự chú ý vào trận chung kết Cúp FA. Haaland đã ghi được tới 52 bàn thắng cho Man City mùa này. Trận chung kết Cúp FA và cả chung kết Cúp C1 châu Âu sắp tới sẽ là cơ hội để tiền đạo người Na Uy gia tăng thành tích ghi bàn.